Chào các bạn đã đến với channel của mình. Sau đây là phần review chuyến đi của Thanh Xuân. Chuyến đi của Thanh Xuân là dự án đặc biệt khi kết hợp nhiều tên tuổi ở các lĩnh vực khác nhau, gồm đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và cast View 365, Lương Vũ, Dương Trần, An Vi, dàn OST chất lượng Khắc Hưng, Aria Hoài Nam, Ba Lạc Ban, đặc biệt là sự góp mặt của Sư Tùng MTP. Phim là câu chuyện về hành trình khám phá Đà Lạt của một nhóm bạn gồm Nhiên, Tịnh, An, Vũ. Ý tưởng của chuyến đi là để cả nhóm tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Rồi bỗng dưng cả nhóm phát hiện ra các kế hoạch đi của bên thật ra là chỉ để gặp thần tượng lớn nhất đội mình là Sơn Tùng MTP. Điều này khiến các thành viên khá buồn vì Nhiên không nói rõ ngay từ đầu, thậm chí giấu luôn cả chuyện sẽ đi du học sau chuyến đi này. Nhưng rồi sự thật để bất ngờ khi Sơn Tùng MTV xuất hiện đã giúp mọi người giải quyết được các khúc mắc và đang gắn kết nhau hơn. Không còn khoảng cách giữa các ngôi sao và fan, Sơn Tùng MTV chia sẻ cùng nhóm bạn khoảng thời gian đẹp ở thành phố Đà Lạt lãng mạn. Đặc biệt anh chàng còn sáng tạo ra điểm nhảy vũ đạo đầy ngộ nghĩnh dành cho phiên bản mới Em của ngày hôm qua. Dù là phim ngắn nhưng cảm xúc mà chuyến đi của Thanh Xuân mang lại khiến nhiều người xem quý giá hơn khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình bên những người bạn thân. Những trò chơi tưởng chừng ngốc sức của tuổi trẻ lại khiến mọi người sau khi thấy bồi hồi. Những dung chạm đầu đời giữa hai cặp đôi Thịnh Miên Vũ An được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khéo léo cài cắm chi tiết không lên dân, không nhiều cố tuyết. Nhưng điều mà chuyến đi của Thanh Xuân mang lại khiến người xem dễ chịu, đầy hứng khởi và muốn xách ba lô lên và đi đâu đó với tự bản thân. Chuyến đi của Thanh Xuân như một cuốn phim về quá khứ mà Sơn Tùng MTP muốn chia sẻ, khi giúp anh nhớ lại ký ức hồi học cấp ba đầy thú vị sôi nổi. Có thể nói Sơn Tùng MTP đóng góp trong bộ phim này không hẳn với vai trò diễn viên mà Tùng như một lời truyền cảm hứng Thanh Xuân về những khoảnh khắc của tuổi trẻ mà bất cứ ai cũng có, dù vui hay buồn.